rồi. Gán lên Lâm ơi. Gán lên. Lấy rồi. Cô đi, điêu ơi. Đúng. Có chưa? Ủa, cái nước thấp mà, nước thấp mà, nước thấp mà. Ủa cho thấy không, nó không bị, cái hình nó không bị phai mà bị đỏ lên vậy. Đúng rồi, Hiểu ơi, Hiểu ơi, Hiểu ơi, Hiểu ơi. Cô lên, cô lên. Đưa anh ơi, đưa anh ơi. Lên như mắt, đưa anh. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ rồi. Anh thấy còn nhớ không? Ủa sao nó nhớt hoài vậy? Mối quá vậy. Ôi đúng là hay. Tài hoài không hết. Ồ đúng là ba trong một. Đúng rồi. Tài hoài không hết. Càng gọi càng ra. Càng gọi càng ra. Gọi cái nào dột thì thôi. Ủa bà này đi. Cho tìm miếng nước đi. Trời ơi dạy. Hối đầu em ơi. Hối đầu em ơi. Ôi tóc em dày quá. Ôi thật là hay ho hay ho. Tóc em dày lên kìa. Ôi dày thấy da đầu luôn. Đạo quá. Mát hả? Đẹp em, đẹp em, đẹp 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 vô, đẹp vô. Em ngửa mặt lên, ngửa mặt lên. Đó, để kêu tụi anh bắn vô mặt em, để kêu tụi anh bắn vô mặt em á. Cái gì vậy? Ê, gọi sao tóc ngược liền quá. Vậy đó hả? Mượt chưa? Mượt thiệt á. Mượt mà. Mượt hẹn. คอยไม่แล้วมาเลยขอบหลุดนายสุรุ่นเหนือหน้าขอบแล้วเอาแล้วพอแล้วบีบๆมาพอแล้วพอแล้วแล้วโอ้ขึ้นมาสูงนึก sau 2 phút là tính cái độ mờ nha. Bắt đầu nhanh lắm, bắt đầu nhanh. Long tranh hổ đấu. Đây là tướng rồi nè, tướng, tính cho đi. Rồi đi Hiếu, vô. Chú sao dựng chơi mà Hiếu. Ẩm chậm. Đúng rồi. Gán lên Lâm ơi. Gán lên. Lấy rồi. Cô đi, Diêu ơi. Đúng. Có chưa? Ủa, cái nước đầu. Thấp mà, nước thấp mà, nước thấp mà. Ủa cho thấy không, nó không bị, cái hình nó không bị phai mà bị đỏ lên vậy. Đúng rồi, Hiểu ơi, Hiểu ơi. Hiểu ơi. Hiểu ơi. Cô lên, cô lên. Đưa anh ơi, đưa anh ơi. Lên như mắt, đưa anh vào ghi nhớ. Rồi, rồi. Lâm ngay chỗ hổng vậy là lợi thế. Ôm vô kẻ là đổ đường vô. 7 Đúng không? 6 Dạ, Lâm bảo toàn, bảo toàn. Lâm ơi, về, về, bảo toàn thôi. 3 2 1 Hết giờ, hết giờ, hết giờ. Hết giờ, Lê Dư Võ Lâm đã mệt. Lần sau đụng với Kiều Minh Tấn thì coi thì như thế nào. Ủa mất gì vậy? Rồi các bạn tự phán xét luôn đi nè. Anh Lâm chưa có phai gì hết. Lâm còn nhiều hơn. Lâm còn nhiều. Nhưng mà Hiếu ai cạo giáo em vậy? Xuân Dương giác hời là sao? Xuân Dương giác hời à? Xuân Dương tự nhiên mọi thứ tối sầm lại. Rồi trận đấu này Dương Lâm chiến thắng. Yeah. Cặp đấu tiếp theo ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, hai bạn này gãy tay nè. Tắm chưa? Tôi chưa tắm. Ok. Kỳ cho bạn nhé. Ủa gì vậy? Ê, đưa đi đây, đưa đi. Ủa, hai chị em vậy? Đâu kỳ vậy? Đã quá bạn ơi. Tôi sợ vậy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Tao sạch luôn rồi, không có gì ở đâu. Tao nghĩ đi, em được rồi, em được rồi, sao sẽ bé ơi, giống như thôi. Giống em thôi, em đi. Tôi bây giờ là con ốc mượn hồn. Đúng rồi. Bé, đúng rồi, bé đây. Thôi đi đường này thôi. Cứ em còn một cháu giống bảy vậy. Ăn chơi gì vậy? Rồi em chơi thịt nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. bên phải, bên phải tao ơi, bên phải tao ơi. Dậu đi rồi. Bên phải tao ơi. Dậu đi, dậu đi lên. Còn 15 giây. 15 giây. Cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi.
Em trời ơi, Tân cũng còn, Rít cũng còn, mờ mờ không á. Không, nhưng mà Rít cái vệt dài hơn anh. Bây giờ nhìn lại á thì là Rít còn rõ hình dạng hơn là Tân. Rít Phan thắng trận này. Yeah. Rồi. Bắt đầu tụi em định là ông nào cũng xong số. Anh thấy anh là xong số rồi mà ta sao vẫn còn ta? Nhưng mà tại vì anh chạy cho nên em mới hành động. À, thôi mà em ơi. Thế là đội mình thua bác nữa đó hả? Bác nữa rồi. Em chơi hay quá. Tức là tôi có thể thu lâm cho hai bạn phải thắng bên kia. Không có, anh chưa chơi mà chơi. Tại vì Trung cũng nhanh tay lẹ chân lắm. Biết là game thủ anh nghĩ sao vậy? Ừ. Nhưng mà em phải thắng. Anh thí dụ như anh thí con chốt. Không anh có. Là con chốt. Anh là con mặt ách chủ bài. Ách chủ bài. Ách chủ bài mà đưa tao con kinh châu. Chủ bài gì? 3, 2, 1. Quỷ mạnh lắm. Chào. Lắm. Trời ơi. Đi trời thôi, chơi giống không bằng một tay thôi. Giờ một tay. Ok. Trời, nó đã bị ấy tay rồi một tay. Ê, hết tay. Chơi 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 cái hép gì nha. Bây giờ ai mà bỏ tay kia ra làm chó. Dạ. Go. 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 Đổ lắm, đổ lắm. Em ơi tấn công liền đã ơi. Đổ lắm, đổ lắm. Em ơi tấn công liền đã ơi. Em ơi ra. Không ra luôn vậy. Không ra luôn ta ơi. Nó địch mình rồi. Nó địch mình rồi. Trời ơi em ơi. Trời 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 ơi. Quý ơi! 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ! Hết giờ! Thằng Quý y quyên! Thằng này có bờ! Trời ơi! Trời ơi! Rồi! Làm em bị mất chữ hi hi luôn rồi! Làm hơn là do mẹ thôi! Đang nhưng mà qua lần hai bị gọi là mất nhiều phần hơn. À. Lúc đầu là Rít có chữ hi hi đúng không? Không, lúc đầu em cười thôi. Đây là cây bút nó rất là đậm ha. Cái bút này bút xâm thiệt. Nhưng mà có những phần nó bị mất ha. Quy là bút lạc hơn nhưng mà cũng toàn vẹn hình ảnh ha. Toàn vẹn luôn. Theo tôi thì đội này hợp lý, đồng ý không? Ok. Cặp này thôi. Rồi cặp tiếp theo đi ạ. Rồi. Tiếp theo đi. Này quê này. Nè đi ngủ nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Trời ơi! 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 Nhận chú đi! Không nhận! Nhận đi! Trời ơi! 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 Hai cha con đó. Hai cha con đó. Thôi thì thôi. Trời ơi, chú ơi, đừng Trung. Hỏi cổ của riêng mình mà. Trung ơi, trời ơi. Trung ơi, trời ơi. Trung ơi, phòng thủ chung. Trời ơi. Còn 20 giây. Trời ơi, quýnh đi cho em rồi. Dạy đi chung. Em ơi, trang được lại đi. Ê, giống mình nhập đi quá. Về, đi về nha. 10 9 8 hết rồi, hết rồi. 6 5 4 3 2 1 Trời ơi, hết giờ.
Ôi, nói cho cô không còn một miếng luôn. Đây, Kim Tấn thua. Trời ơi, anh đừng, anh nặng lắm. Anh đi. Rồi, coi trận cuối đi. Rồi, tiến lược vô. Anh lược ra đi ạ. Từ từ đi, anh lấy tâm lý. Cái cô y tá còn ở đây không? Dạ, chuẩn bị cho anh lược giùm em. Trước khi trận đấu này, xin mời tất cả những quan khách ngồi đúng vị trí. Tắt hết chuông điện thoại. Em ơi, chuẩn bị cano đưa lên tiếng trên nha cưng. Rồi, bà, vô. Vô. Anh lược. Gì? Hai sự lựa chọn cho anh. Một là mất hình và uống nước. Hai, mất hình vui vẻ. Anh chọn đi. Không xuống đi, anh nói chuyện với em. À, anh cũng còn chống tự, anh vẫn còn thái độ với tôi. Em xin lỗi chị Trang. Không phải, nhưng mà em thứ nhất là em khỏe hơn anh lần khách mời mất ngủ rồi cũng kiểu gì đó. Anh đuổi. Anh đính đi, tôi chấp anh 50% luôn. Đó, em chùi 50% đi. Thấy chưa, em tự là nó không ra nữa, làm sao tôi chùi ra nổi. 50% là phải bôi luôn con mắt chứ em. Bôi con mắt anh nha. Bôi cái tai, bôi cái mắt đấy chứ em. Còn thích anh ơi. Em bôi luôn con mắt đi Lâm, trời ơi em tiếc. Em tiếc cái con mắt cả Lâm. Vợ, chơi quá nét. Quá. Vậy thì tôi đâu cần là bôi em nữa, tôi chỉ cần trốn tránh em thôi là được rồi. Đúng rồi, thông minh. Hay quá. Thì ra trên anh nói là miếng hề đi, miếng hề đi. Ai nói ở trên là miếng hề. Ai cũng chú thất kìa. Ai cũng chú thất kìa. Lại đây. Vô mắt anh luôn. Anh không chống cự thế này. Vô mắt anh luôn. Trời ơi. Không có một tiếng chống cự. Trời ơi. Anh nổ súng. Ủa hết giờ chưa vậy? Hết giờ chưa vậy? Chưa hết 1 phút nữa. Anh đâu rồi? Ủa, tôi chơi 5 phút cái gì vậy? 5 phút nữa, nãy là hình. Cái gì? Còn 30 phút nữa. Hết giờ đi. Anh cầm ngự ra, 30 phút nữa. Hết giờ đi chị ơi. Quỷ tính. 9 8 7 6 5 4 3 2 hết giờ. Hết giờ em gọi anh một. Cái vậy? Ủa sao mình không có chơi một chút xíu nào luôn vậy? Phải, bạn chơi với nó thử chưa? Cho nó thử đi. Tôi tính chạy đâu mà giờ tôi lên không nổi luôn. Anh lên nổi không anh diễn nữa? Anh lên được, anh lên được. Em ơi, chuẩn bị băng ca giùm anh Cưng ơi. Rồi như vậy đội chiến thắng là đội Yến Xào, các bạn có được 80 điểm. Đội về nhì các bạn được 60 điểm, đó là đội Kỳ Nam. Giờ quá tôi xỉu được về nhì đó. Không, sắp mặt rồi đó. Và đội hạng 3 các bạn nhận được 40 điểm. Xin chúc mừng đội Trầm Hương. Bây giờ là lúc các bạn tính toán và báo cho ban tổ chức biết các bạn lấy điểm từ đâu. Rồi, bạn chiến đồ xong chưa ạ? Dạ rồi. Anh một trời ơi. Dạ, nó rơi chú anh ơi. Không phải là rơi điểm không đâu, rơi danh dự luôn. Trời ơi, Hiếu ơi. Dạ. Thấy anh sao? Dạ, tốt. Rơi quá nhảy trình đó. Nè thôi, đau quần sư. Cái lưng không đáng rồi. Giúp nãy giờ. Dạ, đúng rồi nha. Đi mấy giờ rồi. Thôi, chỗ này nhảy dựng rồi. Được rồi. Rồi, mẹ ơi. Nếu mà lấy con đội vàng á, thì
nó sẽ tạo khoảng cách cho đội của em cho game ngày mai. Thì tụi em tính đường dài, bây giờ tụi em chắc chắn là ngủ trong đội của em rồi. Lấy ok. Rồi. Rồi xin mời đội hạng nhì các bạn cho chúng tôi biết là các bạn lấy 60 điểm từ đâu ạ? Mãi mãi một tình yêu. Mãi mãi một tình yêu. Mãi mãi một tình yêu. Anh mỗi tình yêu muốn như một. Đây. Các bạn có chắc liên kết của các bạn chưa? Chưa chắc đâu em. Không. Chắc không ấy. Không. Nhưng mà nghĩ là vẫn vậy mà cũng phải ra đường. Em bán quà cho nhà anh. Tôi lấy mỗi đồ một ít. Ai cho? Từ đằng trên mình mua liền đó. Để liên kết cho mình chết chắc. Nếu mình được. Tại sao lại lấy bạn của bạn tôi? Ủa chứ ngay từ đầu anh cũng lấy rồi. Nhưng mà tại vì từ đầu anh nghĩ là đè thằng. Anh không nghĩ là thằng đè, anh nghĩ là đè tôi chót thôi. Nhưng mà giờ bạn bè mình liên kết rồi, mình phải uy tín chứ đâu rồi. Thôi, anh lớn đi, lên đâu tình hình. Họ làm mấy ngoan đi. Thôi, cho sắp rồi đi. Anh Lục quyết định đi. Chót thôi. Rồi. Em bảo luôn nha, em bảo luôn nha. Rồi, đợi tôi thông báo luôn. Một lòng một dạ đó, tôi bảo dạ đó là. Lấy cô Lục hả? Tôi bảo vệ bạn tôi tới nước cuối cùng có dần trăng làm chứng. Chúng ta có hai đội ngũ trong. Một đội là chắc chắn là Lâm, đội Lâm rồi. Yến Sào. Yeah. Cách đôi nỗi sầu, ánh cuốn bay ra đôi nỗi sầu. Cách đi mọi một thiên. Đánh mạnh tiền nha. Đánh mạnh tiền nha. Đừng có lấy các khúc của em ra tiêu em. Nếu mình thua thì mình vẫn thua trong danh dự đúng không? Tại vì mình giữ danh dự của mình. Có danh dự đâu mà giữ hoài. Anh muốn giữ danh dự luôn được. Không có. Anh nói gì là mình hướng thiện rồi đó. Thôi anh dạy dỗ với em anh thôi. Và đội được ngủ trong nhà sung sướng tiếp theo đó là đội Trầm Hương. Ủa? Mình đó hả? Là mình hơn điểm đội lùng luôn hả? Thấy chưa? Có nghĩa là bạn Quy bị rít nó phản. Không có. Tôi trừ bên đây, tôi không bên đây phản mình. Bên đây phản mình. Trời ơi. Tôi lựa chọn nào? Không có lựa chọn. Không có nguy hiểm á. Trời ơi. Chưa. Vậy anh hãy để em lo cho mày cùng. Tôi nói với lại mấy anh em tôi đòi vả lại bên bạn tôi nói không. Phải anh em của tôi. Nhưng mà Khoan. Em của anh. Khoan vừa rồi ai lấy 80 điểm ở đâu? Anh về coi chương trình sẽ biết. Ủa chị nói em mời lên gì vậy? À, ok. Em nói bây giờ á. Em nói chức năng gì rồi anh coi chức năng đó à? Máy chơi. À. 3, 2, 1, em nhức mũi lên. Ủa lại có làm lại nha. Ok. 3, 2, 1, máy. Kính thưa quý vị, thời tiết ở Phú Yên dạo này nắng nóng quá. Anh đỉnh, Quy Nhơn. Đỉnh, Quy Nhơn. Em ơi, bình định em ơi. Bình định. Ok, em bình tĩnh một lần nữa. Em bình tĩnh. Kỳ co. Yếu quá, Quy Phim. Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết ở Kỳ Co, Bình Định dạo này nắng nóng quá. Làm da đầu của mình đầy gào, ngứa và viêm da. Ôi, ước gì có một loại dầu gội đầu có thể giúp cho mình hết gào, ngứa. Và bây giờ chương trình quảng cáo sẽ được bắt đầu. Yeah! Wow! Tắt nước đi. Để giải đáp cái nhu cầu bị gào thì ngày hôm nay em đã có sản phẩm này. Wow, wow. Đây là gì vậy? Đây là Ip Man
ba in sạch gạo, ba in sạch gạo. Nói nhau. Vừa tắm luôn á anh ơi. Hả? Từ từ, ốc của anh nè, ốc của anh nè. Trời ơi, sạch từ đầu tới chân luôn nha. Đó. Nó mắc keo luôn á, nó mắc keo luôn á. Sạch ghê á. Gọi vừa tắm á, đưa nó. Ê, nó còn keo luôn nè, các em ơi. Ê, cho em miếng nè. Cho em miếng với. Ai cho em miếng nè. Ừ. Chi chi chi. Đây, ai nữa? Gọi đầu dưỡng sinh nha con ơi. Gọi đầu dưỡng sinh nha con ơi. Không được, cho dù là quảng cáo tụi em cũng phải có tiếng cười tới khán giả. Tụi em cũng phải có tiếng cười tới khán giả. Thôi, bị sói đầu em ơi! Bị sói đầu đó! Trời ơi, biết vậy, sáng giờ mình không vuốt tóc. Thức dậy 4 giờ sáng ngồi vuốt. Đúng rồi! Bây giờ, gọi đâu để đâu? Ê, đúng là 3 trong 1. Thằng nào tiện rồi? Vẫn chưa hết giờ, ngồi buồn luôn. Gì, nói gì vậy? Vẫn chưa hết giờ cầu luôn. Ủa, sao nó không hết nhớ? Rồi hết rồi đó. Dạ rồi. Anh thấy còn nhớ không? Ủa sao nó nhớ hoài vậy? Ủa sao vậy? Ôi đúng là hay. Tài hoài không hết. Ồ đúng là 3 trong 1. Đúng hay hoài không hết. Càng gọi càng ra. Càng gọi càng ra. Gọi cái nào dột thì thôi. Ủa vào đây đi. Cho tìm miếng nước đi. Trời ơi hối đầu em ơi. Hối đầu em ơi. Ôi tóc em dày quá. Ôi thật là hay ho hay ho. Tóc em dày lên kìa. Ôi dày thấy da đầu luôn. Lạ quá. Mát ha. Đẹp em, đẹp em, đẹp 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 vô, đẹp vô. Em ngửa mặt lên, ngửa mặt lên. Đó, dễ chưa tụi anh bắn vô mặt em. Dễ chưa tụi anh bắn vô mặt em á. Cái gì vậy? Rồi sao tóc ngược liền quá. Vậy đó hả? Mượt chưa? Mượt thiệt á. Mượt mà. Mượt hả? Ê nhưng mà em vẫn còn á. Em còn hả? Ờ. Ừ. Em vẫn còn nhiều lắm. Rồi tụi anh giặt cho. Em cứ làm xuống đi. Ngồi xuống đi em, ngồi xuống em. Cứ làm ngồi xuống đi. Em ngồi xuống để lấy hình tụi anh cho. Hả? Là sao? Là không có lấy hình em hả? Đừng có tóc nè mày giật chồng tao nói nhiều hả mày giật đẹp hả thưa quý vị, cái này người ta gọi là cái gì? Gọi đầu bêu réo, gọi đầu bêu réo. Cho một order một gọi đầu dưỡng sinh đi ạ. Đây dưỡng sinh kìa, dưỡng sinh nè, dưỡng sinh nè. Thôi buông em mới đủ nên ừ. Thấp rụng hết nãy giờ là mơ hả? Mơ à, mơ đi à. Mơ trời ơi mơ thôi. Gọi đầu một xê quá mà em mơ luôn à. Chỉ còn bà BD là chưa tắm. Thì mày hãy tắm BD đi. Không, không, tụi tôi muốn tắm hết cho đàn luôn. Vô đi tắm cho đàn đi. Tắm cho đàn đi. Rồi cho thật cho, rồi cho thật cho, rồi sống đời. Rồi anh ơi, anh có một biển, em có một biển. Trời ơi, cho thật trong vui. Cho thật trong vui. Ủa, 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 ủa. Khoai mì lèm mà lời, khó plut. Này, xu rút nữa nè. Ờ. Ốp lép. Ồ leo. Ồ leo, bịa bịa ta. Ồ leo. Ồ leo nào. Ồ. Bịa bịa.
Bố mà được em. Say Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.